Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin đồn bị bắt. Lý Nhã Kỳ phản bác khi dẫn lại một Facebook tung tin cô đã bị bắt. Ủa alo chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc em hú hồn quá nè, cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác. Trả lời với phóng viên, Lý Nhã Kỳ nói về tin đồn bị bắt, thông tin này không có thật nên tôi không việc gì phải phủ nhận hay khẳng định. Cô cho biết cô sẽ lên đường sang Qatar để dự một sự kiện thời trang từ thiện của siêu mẫu Naomi. Tài khoản Facebook nói trên viết, theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt. Điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng. Phản bác tin đồn, Lý Nhã Kỳ khẳng định trên fanpage, sự im lặng của mình lại vô tình giúp cho nhiều người được quyền lớn tiếng và luôn tỏ ra nguy hiểm về sau. Nếu ai đã đăng những dạng thông tin như thế này và nói nguồn tin đáng tin cậy, vậy sao lại phải xóa bài khi mình bình luận vui vui? Cũng may mình vô tình chụp màn hình lại, thôi thì post lên chia sẻ với fan thân yêu của mình vậy. Trước đó, Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô đã nhận lời mời đến Doha, Qatar để tham gia sự kiện thời trang quốc tế và đấu giá từ thiện. Sự kiện được tổ chức bởi Fashion for Relief, một tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới được siêu mẫu quốc tế Naomi sáng lập. Đây cũng là cách Lý Nhã Kỳ ngầm thông báo cho người hâm mộ rằng cô vẫn dự lịch trình ở nước ngoài chứ không bị bắt như lời đồn.